tía chính là tiếng gọi thân thương của các bạn trong đội nhạc kèn Võ Thành Trang, gọi thầy Nguyễn Minh Hoàng, người tổng phụ trách đội, cũng là người sáng lập đội nhạc kèn của trường trung học cơ sở Võ Thành Trang. Mình gọi thầy là tía bởi vì thầy rất là thương chúng mình như con và mình cũng rất là thương thầy. Chúng em gọi thầy bằng tía bởi vì thầy luôn ở bên chúng em trong suốt thời gian chúng em hoạt động và học tập, cũng như là đồng hành của chúng em trong việc sinh hoạt và hướng dẫn chúng em là kỹ năng sống trong cuộc sống. Thầy dạy chúng em bằng tất cả tình thương nên là chúng em gọi thầy bằng tía. Cách đây 17 năm, nhân dịp sinh nhật của mình, được các bạn yêu thương gọi một cái từ rất là thân thương, đó là tía, và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cứ thế hệ này đến thế hệ sau đều gọi thầy bằng một cái từ thân thương là tía. Và nhân dịp hôm nay là 20 tháng 11, cũng giống như mọi hôm là thầy cũng dạy các em nhỏ bình thường. Nhưng mà rất bất ngờ khi thấy các anh chị lớn lại về thăm thầy mà lại còn chúc mừng 20 tháng 11. Đó chính là một điều tuyệt vời nhất đối với mình. Không có cái gì mà khen thưởng lớn hơn nữa. Đội nhạc kèn của trường trung học cơ sở Võ Thành Trang được thầy Hoàng thành lập từ năm 2001 khi thầy là giáo viên địa lý mới về trường và được ban giám hiệu giao công việc tổng phụ trách đội. Khi ấy vì không am hiểu về nhạc kèn, thầy Hoàng đã phải theo học các khóa học về nhạc cụ ở nhạc viện ròng rã suốt 4 năm. Kể từ khi thành lập cho đến nay, sau gần 20 năm đã có gần 1.000 học sinh tham gia vào đội nhạc kèn này. Bao nhiêu lớp học sinh đã ra trường, đi làm, nhưng nhiều người vẫn quay trở về trường, sinh hoạt với đội, phụ giúp tía Hoàng dạy lại các em, bởi họ xem đây như ngôi nhà chung của mình. Mình sinh hoạt đội kèn từ năm lớp 6 đến giờ, hiện tại là 10 năm. Lý do mình muốn trở về sinh hoạt lại là vì mình thích và mình muốn truyền đạt lại những kiến thức mà thầy đã dạy mình năm lớp 6 tới bây giờ cho các em. Và vì tình thương của thầy làm một động lực cho mình để có thể trở về yêu thương, bảo bọc các em như là thầy đã ngày xưa đã bảo bọc cho mình. Khi đến ngày hôm nay thì bên đội của mình là có tổng cộng là 21 thế hệ. Các em thế hệ từ thế hệ thứ nhất cho đến thế hệ thứ 21 coi nhau giống như là anh em trong một cái gia đình âm nhạc này. Tại vì các anh chị lớn thì có nhiều cái kinh nghiệm, rồi các em nhỏ thì có những cái vấp ngã, rồi có những cái gặp những cái tình huống khó khăn trong cuộc sống, thì không chỉ là nhờ thầy mà còn nhờ các anh chị lớn giúp mình. Qua đó thì tất cả từ thầy đến trò đều thấy đây là một cái môi trường rất là thích và hạnh phúc khi mà được tham gia sinh hoạt. Không chỉ dạy nhạc kèn cho các em, thầy Hoàng luôn quan tâm, hỏi han về việc học tập, động viên và khích lệ các em học tập tốt. Đặc biệt thầy còn tổ chức lớp học phụ đạo kiến thức vào buổi tối cho thành viên đội, mời giáo viên trong trường hoặc chuyên viên của phòng giáo dục và đào tạo quận Tân Phú vốn là bạn của mình về dạy miễn phí hoặc mức thù lao tượng trưng cho các em. Rất nhiều thế hệ học sinh cũng trưởng thành từ cái nôi này để thi đậu vào nhạc viện âm nhạc, trở thành những nghệ sĩ. Thực sự là bản thân tôi khi về trường thì vừa quý mến, vừa rất là phục bạn Hoàng. Bởi vì với vai trò là một người thầy thì bạn chỉ nhỏ hơn tôi một vài tuổi thôi, thế nhưng mà bạn đã dẫn dắt một đội nhạc kèn mười mấy hai chục năm nay, và cái thành tích của đội thì càng ngày càng có cái sự tiến bộ. Và hơn nữa đó là cái đội nhạc kèn này thì cũng có một cái vinh dự nữa, đó là thường xuyên được biểu diễn phục vụ trong các cái dịp lễ hội lớn của thành phố. Đó là những cái mặt tích cực của đội nhạc kèn Võ Thành Trang. Bé của mình đó là năm nay là bước vào năm thứ ba tham gia với đội và thầy. Thật sự thì bản thân mình đó rất là trân trọng vì cái sự nhiệt huyết của thầy đối với đội nhạc kèn của mình. Mà thầy hy sinh luôn cả cái thời gian riêng tư của thầy để mà chăm lo cho các con.
con đã chơi được bộ môn trên bếp là được khoảng 5 năm rồi, là từ năm lớp 6 và hiện tại con đang học lớp 11. Thầy là người dẫn dắt con tới đội nhạc kèn và cũng là người tiếp sức cho con cái niềm, cái lửa cháy bỏng trong con, và một phần là cũng là một cái đam mê của con nó được cháy bỏng lên. Con học trống được, nếu mà tính đến năm nay thì gần 4 năm. Từ ngày đầu tiên vào đội thì thầy rất là nhiệt tình khi chỉ dạy con và các bạn cùng trang lứa như con, dạy từng nốt nhạc, từng bài đánh trống, thầy dạy rất là nhiệt tình. Thầy thì cũng rất thương tụi con cho nên tụi con cũng yêu thầy lắm. Trong căn phòng truyền thống của trường không chỉ có hàng trăm loại nhạc cụ, bằng khen, hình ảnh thầy trò đi biểu diễn, mà còn là những món quà vô giá, là những bức tranh được học trò công phu làm hoặc vẽ tặng thầy. Thế mới thấy được những tình cảm của học sinh dành cho Tí Hoàng ra sao. Mỗi lần mà cái công việc của mình gặp khó khăn thì mình nhìn vào những cái đồ vật này mình cảm thấy có thêm rất là nhiều động lực, là cần phải cố gắng hơn, cần phải phấn đấu hơn, làm sao duy trì được đội, tạo một cái môi trường sinh hoạt càng lâu càng tốt cho các con. Cũng chính sự đồng lòng và tình cảm gắn bó của cả thầy và trò nên trải qua gần 20 năm hoạt động, đội nhạc kèn Võ Thành Trang không chỉ giành được nhiều giải thưởng, được mời đi biểu diễn ở các tỉnh thành trong và ngoài nước, mà còn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Châu Á, Tổ chức Kỷ lục Thế giới xác nhận đội nhạc kèn thiếu nhi tham gia công diễn nhiều nhất. Với những đóng góp của mình, thầy Nguyễn Minh Hoàng cũng vinh dự đạt được giải thưởng cao quý Võ Trường Toản, Trái tim người thầy, nhân dịp 20 tháng 11 năm 2018.